Nhân tiện cái câu hỏi của bạn này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một bạn cũng là tóc xoăn, sau đó bạn ấy bảo là đi ép cúp mà tiệm thì người ta không làm và người ta kêu là nên uốn sai pát, thì sau khi mà làm xong thì tóc còn xoăn hơn và bạn ấy hỏi mình bây giờ thì phải làm sao. Đấy thì anh em có thể nhìn là tóc của bạn ấy bên dưới này đấy xoăn tít lại đấy, thì cái cộng đồng của người tóc xoăn ấy nó khá là nhiều, nó khá là đông đông đảo. Chính vì thế mà mình khuyên anh em, những anh em tóc xoăn nên lập một cái group để anh em có thể là chia sẻ với nhau về giải quyết những cái vấn đề. Thì mình đã nói rất là nhiều rồi, đối với tóc xoăn ấy, tóc bạn nào mà xoăn hơi bông bông nhẹ thôi thì anh em đi uốn nó còn ok, còn đối với những bạn nào ấy mà tóc nó xoăn nhiều nhiều hoặc là xoăn cũng tương đối rồi ấy, hoặc là xoăn tít này thì anh em đi uốn nó không có tác dụng gì đâu, bởi vì tóc của người ta thẳng, cái sợi tóc nó thẳng như này, người ta đi uốn cong uốn xoăn như thế nào cũng được. Nhưng mà cái tóc của mình nó đã xoăn sẵn rồi, anh em đi uốn thì một là nó vẫn sẽ như thế, hai là nó sẽ xoăn hơn và nó bông rất là xấu, nó không thể nào vào nếp như những cái tóc thẳng người ta đi uốn được. Chính vì thế mà anh em đừng có hy vọng có một cái phép màu gì. Tương lai thì anh không biết nó sẽ có những cái kỹ thuật hay là nó sẽ có những cái sản phẩm gì nó có thể ấy được, nhưng mà trong cái hiện tại như này thì đối với những bạn tóc xoăn tự nhiên ấy, một là anh em cắt tóc ngắn, chơi những kiểu tóc ngắn đấy, ngắn như kiểu lính thủy đánh bộ. Nếu như đối với bạn nào mà tóc xoăn tít như xoăn châu Phi, xoăn không có một tí thẳng nào thì chơi kiểu lính thủy đánh bộ. Còn bạn nào xoăn vừa vừa hơi hơi thì anh em có thể là cắt ngắn, chơi những kiểu squid, chơi những kiểu sport máy dựng dựng lên cũng được đấy, ngắn ngắn thôi, vuốt dựng dựng lên thì không ai biết là xoăn đâu. Còn xoăn ít hơn một chút nữa thì anh em cũng có thể là chơi những kiểu layer xoăn. Tóc mình đã xoăn sẵn rồi, mình không cần phải 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 phải, phải đi uốn làm gì cả. Anh em có thể là tận dụng chính cái tóc xoăn đấy của mình, anh em chơi những kiểu layer xoăn, anh em có thể sử dụng tinh dầu, sử dụng gom bọt, sử dụng gel gì đấy bóp vào cái tóc xoăn như thế, nó cũng rất là đẹp nếu như tóc anh em xoăn nó ok, đúng không? Tận dụng luôn từ cái đấy. Còn nếu như anh em muốn thẳng ra thì anh em sẽ có hai cái kiểu, một là đi ép tự nhiên. Ép tự nhiên thì nó như cái tóc thẳng tự nhiên vậy, nhưng mà cơ bản là anh em muốn đẹp thì vẫn phải tạo kiểu tóc, biết tạo kiểu tóc nữa thì nó sẽ đẹp hơn. Hai là đi ép cúp. Ép cúp thì cái ngọn nó sẽ hơi cong một chút, nó sẽ hơi cong ở cái ngọn một chút, nó không bị đơ cái ngọn quá, và về nhà anh em muốn đẹp thì vẫn phải tạo kiểu nữa. Đây đây là những cái chia sẻ của anh về cái vấn đề tóc xoăn tự nhiên là làm cho nào cho nó ok nhá. Cái này anh chia sẻ khá nhiều rồi, thì dịp cuối năm anh cũng khá là bận, khả năng sẽ không ra video thường xuyên được, anh em thông cảm giúp mình. Rồi là những anh em nào cần tư vấn gì thì anh em cứ chủ động nhắn tin cho mình thôi, lúc mình rảnh mình sẽ cố gắng tư vấn cho anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.